Rồi con Long Thần Kiếm nữa, không thua gì con nãy anh em ơi. Đó, trời ơi, Long Thần Kiếm con này bự hơn anh Nhiên ơi. Trời ơi, con này nó đưa cái đầu lại em nè, con này khủng nha anh em. Trời ơi, nó cạp nghe cái gạo luôn. Trời ơi anh em ơi, anh em ơi con nè, Long Thần Kiếm. Ê, tự nó cạp nó luôn. Con nào con nấy nè, nó bự cỡ này đây nè, ghê thiệt, không thể nào tưởng tượng nổi luôn. Một đống anh Nhiên ơi. Rồi hôm nay Linh và anh Nhiên tiếp tục đi soi đêm, vì mấy ngày nay mưa đêm á cô bác anh chị, thì nên là không có đi soi giao rắn lục đuôi đỏ cho cô bác anh chị được. Mong rằng là đêm nay hai anh em soi đủ số lượng giao cho cô bác anh chị nha. Thì cũng có nhiều cô bác anh chị hỏi dặn lắm nhưng mà hai anh em bắt không sể. Giờ anh Nhiên ảnh đang cửa cái vô lại cho nó sạch đó nè. Cây là cây, cái cây của ảnh nè, cây bắt gắn của ảnh nè. Cây bắt gắn này ẩm bữa đó Linh có review rồi nè, nay Linh review lại đó. Hơi dướng dướng tối nha anh em. Rồi ông trời thì giờ ông cũng đang chuyển mưa của bác anh chị, chuyển mưa ở cạnh này nè, đó ông đang mưa đó, hết hồn không. Thôi vì cô bác anh chị nên là anh em Linh gắn đi. Còn đây là bao lưới nè, bao lưới Linh mới mua, đang đựng rắn á cô bác anh chị. Đây. Anh Nhiên ảnh kỹ ghê cô bác anh chị, rửa vô lại sạch cho ảnh mới có đi. Rồi chào cô bác cái đi rồi gửi tiếp anh Nhiên. Chào các mọi người nha. Hai anh em đã tiếp tục đi bắt rắn của anh chị ơi. Nói chung thì tại vì có nhiều anh em cô bác anh chị bình luận nó tại sao thiếu gì nghề để làm mà đi bắt rắn. Thì nói chung là ở nông mà cô bác anh chị không có nghề ngỗng gì hết. Thì anh em thì cũng nói chung là bắt rắn này thì nó cũng giúp đỡ được bà con đi đồng đi làm ăn gì đó thì nó cũng đỡ đó. Cũng có rắn này cho cô bác anh chị trị bệnh ung thư, bệnh viêm mũi gì cái gì viêm xoang đó. Cô bác anh chị nào mà có mua thì hãy liên hệ Linh, anh em đi soi. Giờ cô bác anh chị nào mà ở đâu anh Nhiên? Cô bác anh chị nào mà ở các tỉnh miền Tây mình á, mà trong vườn nhà mình hay gì đó có rắn lục đỏ nhiều thì cô bác anh chị cứ liên hệ với anh em mình nha. Nó ở gần gần thì anh em mình sẽ tới bắt, còn xa quá thì anh em mình sợ đi không nổi cho cô bác anh chị rồi. Rồi. Ê, xem rớt cái mình nó mình này. Trong vườn của mình có là mình vô mình bắt là vài lần là có thể hết luôn cô bác anh chị. Đúng rồi, nhiều vườn ví dụ như ở Bến Tre nè, phải Bến Tre phải không anh Nhiên? Bến Tre nhiều. Bến Tre ở vườn nhiều lắm cô bác anh chị. Bến Tre Vĩnh Long. Bến Tre Vĩnh Long thì ví dụ như Bến Tre Vĩnh Long Cần Thơ mà anh em cô bác chị nào mà trồng vườn có rắn lục đuôi đỏ nhiều đó, hãy liên liên hệ hai anh em Linh, hai anh em Linh tới nó bắt giúp đỡ cho bà con. Linh thì cũng có sản phẩm nữa. Bây giờ vườn á nên là người lạ không, nghĩa là chủ nhà không cho người lạ vô á, nên là cô bác anh chị có nhờ hai anh em Linh bắt á, thì điện hai anh em Linh thì hai anh em tới mới vô được, mới bắt được.
Rồi bây giờ hai anh em sẽ đi nha, tới chỗ mà bắt có đó. Rồi hai anh em Linh sẽ quay lại cho cô bác anh chị xem. Mới chạy ra một chút rồi gặp một em người cô bác anh chị. Hả? Dài gì được không? Có loại bao trắng nữa nhưng mà nó cục. Không. Đúng rồi, bởi như cục không có lấy. Bự hả? Rồi. Nó nằm một đống luôn anh Duyên. Nè. Cô bác anh chị không thấy đâu. Hả? Không thấy, nó tiệp màu với màu cỏ không thấy. Trời ơi nó bự. Lông thằng kiếm. Con đầu tiên. Đó. Đã không anh khách? Bự gì không nha. Con đầu tiên. Vô ba không? Em về thôi. Con này là lông thần kiếm luôn đó nha anh em. Ngắn bự. Thấy không, nó dài chứ. Bởi vì nó dài. Hết mình nó lên tới đây luôn nè. Hơn luôn đó. À, cái đuôi còn khúc ha. Bởi vậy. Mày. Cái này mày hả bưởi. Nói chung là bắt được những cái con này dân khoái lắm anh em. Đó, nhà dân bên đó cô chú anh chị. Đó. Đó, nhà dân bên đó. Người ta đi cắt cỏ cho bò ăn nè. Người đi đặt là đi ra đi vô hay làm gì đó. Ừ. Nói chung là đi ra vườn hay gì đi coi coi đạp chúng đó là phiền đó cô chú anh chị. Đúng rồi. Nó cắn chúng á, cô chú anh chị nào á. Cái này là ừ. Cô chú anh chị biết tiếng vườn á. Ừ, cũng cắn vô tay vô chân vậy đi. Có đeo nhẫn, đeo vàng hay đeo dây chuyền đồng hồ thì tháo qua liền. Để hồi nó sưng lên, nó đầu nó nở hai bên ra là chỉ có cắt bỏ thôi. Mà đau dữ lắm cô chú anh chị. Đúng rồi. Bởi vì nó cắn vô cái là nó phì liền à. Nó sưng là nói chung là tốc độ ánh sáng đó. Trong chung là hồi đó mình có bị cắn lần là trong vòng chừng 5 phút đã sưng nó bự lắm. Cô bác anh chị nghe cũng hơi gần gần rồi. Bởi vì còn loại con này là cần bắt nói nha cô bác anh chị. Đây con thứ hai nha anh em, ở dưới bụi cà na. Nó nằm ngay góc đó luôn nha. Rồi, con lông thần kiếm nữa. Không thua gì con nãy anh em ơi. Đó, trời ơi. Lông thần kiếm. Con này bự hơn anh Duyên ơi. Trời ơi, con này nó đưa cái đầu lại em nè. Con này khủng nha anh em. Trời ơi, nó cạp nghe cái gạo luôn. Ôi trời ơi. Anh em ơi con nè. Lông thần kiếm. Ê, tự nó cạp nó luôn. Không sao. Nó cắn nó không sao. Đó, vừa vào anh em. Ôi, nhắn bự lên thôi. Ê, nó lên tới anh chứ. Ôi, con gì bự ghê vậy trời. Ôi ôi gấp đôi luôn mà anh Duyên. Nó gấp đôi con kia luôn. Ôi, thần rồi chứ. Coi có thằng chồng với đứa con nó nằm ngủ đâu anh Duyên. Lụm nó luôn. Văn này bắt. Cái gì vậy? Văn này bắt rồi không có cặp. Dạ. Yeah. Đi đường này em bắt thường. Ừ. Không có cặp. Tưởng nó có cặp chứ. Biết đâu vợ ngủ rồi, cái chồng ngủ đó. Chà, còn bữa nay là thấy gắn tốt không anh em, gắn bự bự không? Anh khách này chắc khoái lắm nè. Nó nằm ngủ ở dưới đó luôn hay thật. Ngủ cặp đường lộ luôn em. Bỏ lộ rồi. Ừ. Chạy xe đường đó, cặp lắm rồi. Vậy hả? Chạy cái bỏ lộ nào rồi. Ừ.
Ghê chưa, nghe ghê chưa anh em. Nhờ vậy mà giảm số lượng rồi đó. Rồi đã phát hiện thêm một con nữa anh em ơi. Ê, nó đang bò như thế. Hôm nay Linh nghĩ á, là con rắn này nó ăn bằng ngày, bằng đêm nó ngủ. Mà không phải như các bác anh chị. Anh Nhiên nói bằng đêm nó đi ăn, bằng ngày nó đi ngủ. Nó kiếm cái chỗ nào bịch thiệt bịch nó ngủ. Còn bằng đêm thì nó đi ăn. Đỏ anh em ơi. Hệt biết không? Con này cũng nái nè, nhưng mà nó không bự bằng con khủng khiếp nãy. Bự không? Ừ, rắn nái không? Lớn, nãy không thấy rắn to. Ừ, rắn nhất không anh em. Nhưng mà cũng vẫn một giá nha. Bự bự cỡ nào cũng một giá. Rồi vừa vào. Ba em. À nó. Ba em thấy nóng lạnh không? À, con cảnh luôn. Ừ, thì nó bự. Trong này ta đang đúng tràm. Đúng tràm lắm. Ừ. Nó nằm trên đám này, nằm trên rừng này nhiều lắm. Gì hả? Không dám lội vô thì. Rồi, cô bác chị nghe nó không? Ở trong cái đám này nè, có cái đám đưng là không ai dám lội vô đó anh em. Bởi vì nó kẹo ở trong á, mà không dám vô, chỉ có đồ bảo hộ kỹ đàng hoàng mới dám lội vô thôi. Lội vô không vô họ giác dội ra. Thôi giờ anh em chạy cặp xong bắt anh em ơi, đâu có dám lội vô đó. Rồi bây giờ hai anh em tiếp tục đi. Chào bà nội luôn anh em ơi. Nằm ngay bãi cỏ kìa. Cái này Linh về cần cảnh cho anh xem mà để cho anh Nhiên ảnh. Ấy nó đụng nó chạy hết. Cái này nó chạy đâu. Đây cô chú anh chị, thấy nào. Dạ má nó luôn. Nó đó cô chú anh chị. Con rắn nó bự cô chú anh chị ơi. Rồi rồi hết cái trăng lớn rồi cô chú. Đó. Rồi, em bắt nha cô chú anh chị. Rồi để anh nhìn anh xử nó. Là đi đâu? Đó. Con hàng. Cỡ này có lên không nha anh em? Là cái đẹp buông ra không cháu sao cô chú anh chị? À, anh Nhiên ảnh buông luôn rồi đó. Anh không có cầm sợi dây đâu nhưng mà nó vẫn còn kẹp cứng ngắc luôn nè. Cái vật gắn này ảnh tự chế nha. Tự chế cô chú anh chị. Thấy không? À, hay quá anh Nhiên ơi, cho anh một like liền của bác anh chị. Thì anh Nhiên ảnh cũng có làm kênh YouTube á, là cái kênh tên Nhiên Vlog, của bác anh chị qua ủng hộ ảnh nha. Cái con nó bự quá, nó lên tới tên luôn em ơi. Nói chung là
Cái con này anh em không dành gì nó nên đừng nên bắt nha, đừng nên làm theo như mấy con làm nuôi. Coi đã không, mới 4 con như vậy đó, 4 hay 5 rồi, 4 con rồi mà nó nhiều cỡ đó rồi đó, tại nó bự quá. Rồi anh bắt thêm một con nữa nè. Anh em đừng có xem mà thấy dễ bắt dễ vậy, anh em đừng có nên làm theo như cô bác anh chị. Tại anh Nhiên anh làm hơn 10 năm nay rồi. Cái gì vậy? Cái ông vậy rồi. Ủa không? Còn gắn cái ổ ong sát bên luôn. Để anh Nhiên review cho bác anh chị xem. Để chụp cho anh Nhiên. Cô chú anh chị bắt xong tắt đèn chạy quá này, gắn đó cô chú anh chị, đây hàng hàng hot, hàng hot, hàng hot quá rồi con cô chú anh chị ơi. Còn nó chắc ăn luôn ơi. Bây giờ cái kiến sao vậy? Rồi. Nhưng gáo bự lắm anh em. Tại nó nằm một kiểu khó, anh Niên khó chụp quá. Thôi kệ nó ha nó đi. Né cái né nào không? Dạ. Nó chạy luôn cô chú anh chị. Tại cái thằng review đó anh em. Rồi. Tiếp tục anh em ơi. Ba nợ anh luôn em ơi. Gọi là long thần kiếm á. Đây cho anh nhìn ảnh sợ biểu cái nữa. Đây, cô chú anh chị. Ôi, con này nó bự. Nằm ở dưới đất luôn. Đây nè, gắn này, là gắn đối với cô chú anh chị. Lý do là vì sao mọi người đạp nó phải vậy. Nhảy lên, nhảy lên, nhảy lên, nhảy lên, nhảy lên. Chạy nó chạy anh em ơi. Con này nó không chịu review. Nó không chịu review. Chào quá nợ anh luôn. Con nào bắt con này đây, xứng đáng nha anh em. Không đủ ăn nè. Không ăn. Ê, con này cũng mập nhưng mà con cái gắn này gắn đói. Thấy không? Ít ăn lắm cô chú anh chị. Gắn này ở hàng. Ở hang cho nó đẻ ha anh nè. Nằm bờ hang mà. Nó chậm chạp, nó bắt ngồi cũng đâu được như những con rắn khác. À đúng rồi. Đầu lớn, hai nữa là nó chung là nó kiếm mồi chậm lắm. Chứ nó bò từ từ mà. Có mấy con rồi đó? 5 con mà thấy một bao anh em. Vô mánh. Vô mánh là rắn bự á. Hết biết thiệt. Ít mà số lượng đã thiệt. Số lượng ít nhưng mà nó bự á. Nó nằm dưới đất, nó đang kiếm mồi. Đang bò luôn. Rồi, tiếp tục hành trình.
Trời ơi, cái con này là lông thần kiếm luôn. Ừ, con này bự dữ dằn lắm. Bự cỡ nào anh Nhiên cũng lụm được hết trơn. Đó anh em ơi, mày thả bưởi à, đêm nay toàn là gắn nhất ra lên không thả thiệt. Ừ, nay toàn hàng khủng bởi gì gắn bưởi lên chặt ba thứ luôn. Ừ, hết biết còn gắn thôi chứ, chung bữa nay không có con nào nó nhỏ hết. Ừ, con này biết, à, biết thì chứ con nào không lấy gì đâu, nó lạnh thiệt. Ôi, bữa nay con nào không lấy gì đâu mà đủ rồi. Nó cùi cùi nha anh em. Quá trời chuyện mưa rồi anh Nhiên ơi. Có gì vậy? Rồi tới rồi, mát mát lỗ tay rồi nè. Chạy nhà cái review kết quả cho cả nhà cùng xem nha. Thôi về luôn anh em ơi, cái chạy gì không kịp quá. Thôi anh em giọt liền phải như không, trời mưa thì đi chơi tiếp anh em. Thế mưa gió cực lắm, lạnh nữa, người bệnh nữa, với lại mưa con không bắt được luôn. Rồi đi về nhà đi, về về có gặp nào đó mới đầu hên xui nha. Rồi giờ để chạy về gặp, có gặp rồi bắt cô anh chị. Tới luôn rồi quý vị ơi. Rồi hai anh em đã về tới nhà. Anh Yên chạy tốc độ bàn thờ luôn quá anh chị. Vì mưa tới đó. Bây giờ là không bao giây hai anh em luôn rồi, giáp dòng đen xì luôn rồi. Không biết là Linh về bển có kịp không nữa nè. Linh cũng thình thủ về đó. Thế không thôi là ra không được vì đường đất. Nói chung là bữa nay kết quả ngon, nếu mà ông trời không mưa thì hai anh em đi nữa là còn ngon nữa nha các anh chị. Đây cảnh cái anh này. Con nào ông ấy là sức đáng nha anh em. Vừa bao rồi Linh mới dám cầm cái bao nha anh em. Con nào ông ấy nè, nó bự cỡ này đây nè, ghê thiệt, không thể nào tưởng tượng nổi luôn. Một đống anh Nhiên ơi, thấy không? Ừ, thấy rõ lắm. 1 con 2 con 3 con 4 5 con. Nhìn 5 con hay 6 con vậy? 6 con. Ừ, 6 con. Con nào nấy chất lượng không? 5, 6. Số lượng gắn này là chưa đủ để giao cho anh khách kia rồi. Anh cô bác anh chị nào Linh chưa chưa có giao kịp thì cô bác anh chị thông cảm nha, vì này số lượng cũng có hạn đó, rồi trời mưa gió nữa nên là không có thời gian để đi xôi. Anh em bằng ngày thì cũng còn đi làm nữa đó, bữa nào rảnh thì mới có đi xôi được, canh bữa nào trời không mưa đó
thì lúc này ông trời cũng hay mưa lắm. Đừng cầm nó. Rồi, con nãy đâu rồi, con nào? Con bự nhất nè. Đây là con bự nhất nè. Hết biết thiệt. Bữa nay là chất lượng không? Khủng không mà cô bác chị ơi. Nhà ai mà vườn nhà cô bác chị nào có gắn này thì cứ liên hệ hai anh em mình nha. Hai anh em mình sẽ tới bắt cô chú anh chị, nhưng mà gần gần đây chút. Xa quá hai anh em đi không nổi. Đúng rồi. Thì nói chung thì anh em nào cần thì liên hệ nha. Thì hai anh em Linh vừa bắt cũng như bắt làm vớt á. Bán cũng giá cũng bình dân, nó rẻ. Rồi, cũng khuya rồi. Giờ Linh kết thúc video đây, hẹn cô bác anh chị lại cái video sau nha. Thì giờ Linh cũng tranh thủ về bển để mưa tới rồi. Nó không lo lắc gắt rồi nè. Rồi chào các anh Nhiên. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà một buổi tối xem clip của hai anh em thật vui vẻ luôn nha. Thì anh Nhiên anh cũng có làm cái kênh YouTube á, tên là Nhiên Vlog. Cô bác anh chị đăng ký ủng hộ nha. Đây cái này đó nó nè anh Nhiên. Bự nè, nó nè. Bự nhất nè. Nó đó. Nó đó. Cô bác anh chị qua ủng hộ ảnh. Ảnh thì nghề ảnh nhiều lắm, nhiều nghề lắm, mà cái nghề bắt gắn này là hơn 10 năm rồi đó. Khủng thiệt, em đánh đâu. Bởi vì nó khủng thiệt chứ. Thịt luôn. Chỉ có anh Nhiên mới dám bắt thôi nha, chứ Linh này không dám bắt. Rồi có nhiều anh em hỏi là rắn này có ăn được hay không, là ăn được bình thường vô quá chị. Anh Nhiên nó là rất ngon. Rồi Linh kết thúc video, hẹn cô bác anh chị lại video sau. Mà anh em nào mà chưa đăng ký hay đăng ký nhấn chuông để ủng hộ Linh, để cho Linh ra nhiều những video tiếp theo nữa nha. Thì nhớ cho Linh một like luôn. Rồi Linh chúc cô bác anh chị một đêm ngủ ngon giấc. Xe Linh đậu đây nè. Đó. Rồi thì Linh về đây.